không có một cái nhãn gì nhá. Nhãn mác của một số sản phẩm thay vì gắn trực tiếp vào quần áo thì chỉ được gắn vào chiếc móc treo. Nó có dấu hiệu tôi thấy là nó không chịu trách nhiệm về cái này. Nên nếu như tôi cắt cái này đi, nó chả có liên quan đến này. Một số sản phẩm kem chống dạn cho bà bầu có tem nhãn tên công ty sản xuất này dán đè lên tên công ty sản xuất khác in phía trong. Áp dụng theo các quy định văn bản của pháp luật thì tôi thấy có những cái dấu hiệu sai phạm về nguồn gốc xuất xứ mà cần phải làm rõ, thì sau này sẽ phải đối chiếu theo tờ khai hóa đơn chứng từ nguồn gốc nhập khẩu. Ví dụ nhập khẩu từ Thái Lan, hàng Thái Lan thì phải có hồ sơ chứng từ và phải truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Chứ còn những dấu hiệu chỉ ghi như thế này thì tôi thấy có nhiều dấu hiệu cần phải làm rõ sai phạm. Tiếp tục kiểm tra hàng trong hệ thống Con Cưng tại Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng quản lý thị trường cho biết hệ thống này có tới hơn 300 cửa hàng trên cả nước bán các sản phẩm quần áo, sữa và nhiều mặt hàng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe bà bầu, trẻ em, nên sẽ phải kiểm tra kỹ trước khi đưa ra kết luận chính thức trong vài ngày tới. Cho dù kết quả của kiểm tra này có như thế nào thì chắc chắn không ít người tiêu dùng đã cảm thấy lo lắng, bởi vì thứ mà họ kiểm soát được ở những cái sản phẩm như thế này chỉ là giá tiền do nhà sản xuất và phân phối in lên đây, còn chất lượng và uy tín thì thực sự là điều xa xỉ mà người tiêu dùng chưa thể kiểm soát được. Chẳng hạn như là các cái mã này